133 Vào lúc bấy giờ, người con trai của nhà đại phú ở Baranasi, Ba Nại, trong lúc chơi giỡn trò nhào lộn, bị bệnh xoắn ruột. Vì thế, ngay cả cháo hút vào cũng không được tiêu hóa đúng đắn. Vật thực ăn vào cũng không được tiêu hóa đúng đắn. Thậm chí, việc tiểu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Do đó, cậu trai trở nên ốm o, cằn cỗi xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Khi ấy, nhà đại phú thành Paranasi đã khởi ý điều này. Con trai ta có chứng bệnh như thế này. Ngay cả cháo hút vào cũng không được tiêu hóa đúng đắn. Vật thực ăn vào cũng không được tiêu hóa đúng đắn. Thậm chí, việc tiểu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Do đó, con trai ta trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh sao, thân hình nổi đầy gân hay là ta nên đi đến thành rajagaha cầu xin đức vua phái thầy thuốc chivaka điều trị cho con trai của ta vậy sau đó nhà đại phú ở baranasi đã đi đến gặp đức vua seniya bimbisara xứ magadha sau khi đến đã nói với đức vua seniya bimbisara xứ magadha điều này tâu bệ hạ con trai thần có chứng bệnh như thế này ngay cả cháo hút vào cũng không được tiêu hóa đúng đắn vật thực ăn vào cũng không được tiêu hóa đúng đắn thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường do đó con trai thần trở nên ốm o cằn cỗi xuống sắc có vẻ xanh xao thân hình nổi đầy gân tâu bệ hạ tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy thuốc chivaka điều trị cho con trai của thần khi ấy, Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra lệnh cho Chivaka Komaraputra rằng Này Khanh Chivaka, hãy đi. Sau khi đi đến Baranasi, Khanh hãy điều trị cho con trai nhà đại phú ở Baranasi. Tâu Bệ Hạ xin dân Rồi Chivaka Komaraputra nghe theo lời Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi Paranasi gặp người con trai nhà đại phú ở Paranasi. Sau khi đến, đã xem xét sự biến đổi ở sắc mặt của người con trai nhà đại phú ở Paranasi, rồi bảo mọi người tránh đi, dùng màn che dây kính lại, cột chặt người con trai vào cây cột nhà, bảo người vợ đứng ở phía trước, rồi cắt làn da ở bụng, lấy ruột ra, đưa cho người vợ thấy, nói rằng hãy nhìn xem bệnh của tướng công bà. Vì điều này mà ngay cả cháo hút vào cũng không được tiêu hóa đúng đắn. Vật thực ăn vào cũng không được tiêu hóa đúng đắn. Thậm chí, việc tiểu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Vì điều ấy, người này trở nên ốm o, cằn cỗi xuống sắc, có vẻ xanh xao thân hình nổi đầy gân. Rồi Chivaka Komarapaksha đã tháo gỡ phần ruột bị xoắn đặt các thứ ruột vào trở lại, khâu lại làn da bụng rồi bôi thuốc mỡ vào. Sau đó chẳng bao lâu, người con trai nhà đại phú ở Baranasi đã được khỏi bệnh. Khi ấy, người con trai nhà đại phú ở Baranasi nghĩ rằng Ta đã được khỏi bệnh, rồi đã thưởng cho Chivaka Komarapaksha 16.000. Khi ấy, Chivaka Komarapaksha đã cầm lấy 16.000 ấy rồi quay trở về lại thành Rajagaha. 134 Vào lúc bấy giờ, đức vua Bachota xứ Ucheni bị bệnh vàng da. Nhiều thầy thuốc vô cùng nổi danh và tiếng tâm lừng lẫy đã đi đến và chữa trị vài ngày vẫn không đủ khả năng làm lành bệnh. Họ đã nhận lãnh nhiều vàng rồi ra đi. Sau đó, Đức vua Pachota đã phái sứ giả đi đến tâu trực tiếp với đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha rằng Tâu bệ hạ, tôi bị bệnh như thế này. Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay, xin bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy thuốc Chivaka điều trị cho tôi. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra lệnh cho Chivaka Komarapaksha rằng này Khanh Chivaka, hãy đi. Sau khi đi đến Ucheni, Khanh hãy điều trị cho đức vua Pachota. Tâu Bệ Hạ xin dân. Rồi Chivaka Komara Bhaksha nghe theo lời đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi Ucheni gặp đức vua Pachota. Sau khi đến, đã xem xét sự biến đổi ở sắc mặt của đức vua Pachota rồi đã nói điều này tâu bệ hạ thần sẽ đun sôi bơ lỏng và bệ hạ sẽ uống thứ ấy này khanh chivaka thôi đi người hãy làm khỏi bệnh bằng cách nào mà có thể không dùng bơ lỏng đối với ta bơ lỏng ghê tởm và không thích hợp khi ấy chivaka kumarabacha đã khởi ý điều này bệnh của đức vua này là như thế ấy không dùng bơ lỏng ta không thể nào làm khỏi bệnh được hay là ta nên nấu sôi bơ lỏng có màu cam hương của cam và vị của cam sau đó chivaka komarabacha đã nấu sôi bơ lỏng có màu cam hương của cam và vị của cam với nhiều loại dược phẩm khi ấy chivaka komarabacha đã khởi ý điều này bơ lỏng khi đã được đứt vô này uống vào trong khi được tiêu hóa sẽ làm ở chua Đức vua này thì tàn bạo, có thể cho người giết ta. Hay là ta nên hỏi phòng xa trước? Sau đó, Chivaka Komara Bhaksha đã đi đến gặp đức vua Pachota. Sau khi đến, đã nói với đức vua Pachota điều này. Tâu bệ hạ, những người thầy thuốc chúng tôi nhổ các thứ rễ cây, thu hoạch các thứ dược phẩm vào thời điểm thích hợp tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra lệnh cho các trạm xe và các cổng thành rằng chivaka muốn đi bằng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó muốn đi ra bằng cổng nào thì hãy để cho đi ra bằng cổng đó muốn đi ra lúc nào thì hãy cho đi ra lúc đó muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó sau đó đức vua pachota đã ra lệnh cho các trạm xe và các cổng thành rằng Chivaka muốn đi bằng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó. Muốn đi ra bằng cổng nào thì hãy để cho đi ra bằng cổng đó. Muốn đi ra lúc nào thì hãy cho đi ra lúc đó. Muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó. Vào lúc bấy giờ, Đức vua Pachota có con voi cái tên là Badavatika có thể đi 50 do tuần trong một ngày. Rồi Chivaka Komarabaksha đã đem lại thứ bơ lỏng ấy cho đức vua Pachota nói rằng Xin bệ hạ hãy uống cam Sau đó, khi đã cho đức vua Pachota uống bơ lỏng xong Chivaka Kumarapaksha đã đi ra chuồng voi và vội vã rời thành phố bằng con voi cái Badavatika Sau đó, khi đã được đức vua Pachota uống vào và trong khi tiêu hóa bơ lỏng ấy đã làm ở chua. Khi ấy, Đức vua Pachota đã nói với mọi người điều này. Này các khanh, Chivaka xảo trá đã làm cho ta phải uống bơ lỏng. Như thế thì các khanh hãy truy nã thầy thuốc Chivaka. Tô bệ hạ, thầy thuốc Chivaka đã dội vã rời thành phố bằng con voi cái Baddavatika rồi. Vào lúc bấy giờ, Đức vua Pachota có nam nô lệ tên là Kaka được sanh ra có nguồn gốc phi nhân có thể đi 60 do tuần trong một ngày Khi ấy, đức vua Pachota đã ra lệnh cho nô lệ Kaka rằng Này Khanh Kaka, hãy đi và hãy đem thầy thuốc Chivaka quay trở về nói rằng Thưa thầy, đức vua bảo đem thầy quay trở về Này Khanh Kaka bọn thầy thuốc ấy vốn vô cùng quỷ quyệt nên khanh chớ có nhận lãnh bất cứ vật gì từ ông ta sau đó vào khoảng giữa đường đi tại thành kosambi người nô lệ kaka đã bắt gặp chivaka komarabaksha đang dùng điểm tâm khi ấy người nô lệ kaka đã nói với chivaka komarabaksha điều này thưa thầy đức vua bảo đem thầy quay trở về này chú em ca ca, hãy chờ cho ta ăn. Này chú em ca ca, người cũng nên ăn đi. Thưa thầy, thôi đi. Tôi đã được đức vua ra lệnh rằng Này khanh ca ca, bọn thầy thuốc ấy vốn vô cùng quỷ quyệt nên khanh chớ có nhận lãnh bất cứ vật gì từ ông ta. Vào lúc bấy giờ, Chivaka Komarabaksha đã dùng móng tay khẩy lấy chút dược phẩm rồi ăn trái cây Amalaka và uống nước. Khi ấy, Chivaka Komara đã nói với nô lệ Kaka điều này. Này chú em Kaka, người hãy ăn trái cây Amalaka và nên uống nước. Khi ấy, nô lệ Kaka nghĩ rằng, thầy thuốc này ăn trái cây Amalaka và uống nước. Điều ấy xem ra không có điều gì là sai trái cả rồi đã ăn nửa trái amalaka và uống nước. Khi người nô lệ ấy vừa ăn vào nửa phần của trái amalaka ấy liền bị ói ra ngay tại chỗ ấy. Khi ấy, nô lệ Kaka đã nói với Chivaka Komarabhatra điều này. Thưa thầy, tôi có được còn mạng sống không? Này chú em Kaka, chớ có sợ. Rồi chính ngươi sẽ được khỏi bệnh. Còn đức vua thì tàn bạo Đức vua ấy cũng có thể ra lệnh giết ta Vì thế ta không quay trở lại Sau khi đã trao con voi cái Bách Davatika cho nô lệ Kaka dắt trở về Chivaka Komara đã ra đi về phía thành Rajagaha Tuần tự đã đi đến thành Rajagaha gặp đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha sau khi đến, đã trình sự việc ấy cho đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Này Khanh Chivaka, Khanh đã làm tuyệt lắm. Bởi vì nếu Khanh không dội giả ra đi, đức vua Pachota tàn bạo ấy cũng có thể ra lệnh giết Khanh. Sau đó, đức vua Pachota khi được khỏi bệnh, đã phái sứ giả đi đến gặp Chivaka Komarabhacha nói rằng Chivaka hãy đi đến trẫm sẽ ban đặc ân. Chivaka Komara đã nhắn lại rằng Tâu bệ hạ, thôi đi, chỉ xin bệ hạ nhớ cho chức vụ của thần. Vào lúc bấy giờ, Đức vua Pachota được phát sanh sắp giải đôi sản xuất tại sứ CV là loại hạng nhất, phẩm chất tốt, nổi tiếng, cao quý và sang trọng trong vô số các loại giải, trong vô số các sắp giải đôi trong hàng trăm sắp giải đôi, trong hàng ngàn sắp giải đôi, trong hàng trăm ngàn sắp giải đôi. Sau đó, Đức vua Pachota đã phái người đem sắp giải đôi sản xuất tại xứ CV ban cho Chivaka Komarapaksha. Khi ấy, Chivaka Komarapaksha đã khởi ý điều này. Sắp giải đôi sản xuất tại xứ CV đã được Đức vua Pachota gửi đến cho ta là loại hạng nhất phẩm chất tốt, nổi tiếng, cao quý và sang trọng trong vô số các loại giải, trong vô số các sắp giải đôi, trong hàng trăm sắp giải đôi, trong hàng ngàn sắp giải đôi, trong hàng trăm ngàn sắp giải đôi. Không ai xứng đáng để sử dụng sắp giải đôi này ngoại trừ Đức Thế Tôn bậc A-La-Hán chánh đặng giác ấy hoặc là đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 135 Vào lúc bấy giờ, cơ thể của Đức Thế Tôn phát ra mùi khó chịu. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo với Đại Đức Ananda rằng Này Ananda, cơ thể của Như Lai phát ra mùi khó chịu, Như Lai muốn uống liều thuốc sổ. Sau đó, Đại Đức Ananda đã đi đến gặp Chivaka Komarabhacha. Sau khi đến, đã nói với Chivaka Komarabakcha điều này. Này đạo hữu Chivaka, cơ thể của Như Lai phát ra mùi khó chịu, Như Lai muốn uống liều thuốc sổ. Thưa Ngài Ananda, như thế thì Ngài hãy thoa dầu nơi cơ thể của Đức Thế Tôn một vài ngày. Sau đó, khi đã thoa dầu nơi cơ thể của Đức Thế Tôn một vài ngày, Đại Đức Ananda đã đi đến gặp Chivaka Komarabakcha sau khi đến đã nói với Chivaka Komarabakcha điều này. Này đạo hữu Chivaka, cơ thể của Như Lai đã được thoa dầu. Đạo hữu hãy suy nghĩ xem bây giờ là thời điểm của việc gì. Khi ấy, Chivaka Komarabakcha đã khởi ý điều này. Thật là không đúng đắn cho ta, việc ta dân Đức Thế Tôn liều thuốc sổ thô tháo hay là ta nên dùng ba nắm sen và nhiều loại dược phẩm trộn lẫn nhau rồi dâng đến đức như lai sau đó chivaka komarabacha đã dùng ba nắm sen và nhiều loại dược phẩm trộn lẫn nhau rồi đi đến gặp đức thế tôn sau khi đến đã dâng lên đức thế tôn một nắm sen nói rằng bạch ngài xin đức thế tôn hít vào nắm sen thứ nhất này liều này sẽ làm đức thế tôn sổ mười lần rồi đã dâng đức thế tôn nắm sen thứ hai nói rằng bạch ngài xin đức thế tôn hít vào nắm sen thứ hai này liều này sẽ làm đức thế tôn sổ mười lần rồi đã dâng đức thế tôn nắm sen thứ ba nói rằng bạch ngài xin đức thế tôn hít vào nắm sen thứ ba này liều này sẽ làm đức thế tôn sổ mười lần như thế Đức Thế Tôn sẽ có liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần. Sau đó, khi đã dân Đức Thế Tôn liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần, Chivaka Komarabakcha đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng dai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Khi ấy, trong khi đang đi ra khỏi cổng ra vào, Chivaka Komarabakcha đã khởi ý điều này ta đã dâng lên đức thế tôn liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần, nhưng do cơ thể của đức Như Lai đã bị phát ra mùi khó chịu nên sẽ không làm đức thế tôn sổ đầy đủ 30 lần mà chỉ làm đức thế tôn sổ 29 lần. Tuy nhiên, khi đức thế tôn đã được sổ, ngài sẽ tắm và khi tắm, liều thuốc sẽ làm đức thế tôn sổ một lần nữa. Như thế, đức thế tôn sẽ có được liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Chivaka Komarabhatra nên đã bảo Đại Đức Ananda rằng Này Ananda, ở đây trong khi đang đi ra khỏi cổng ra vào Chivaka Komarabhatra đã khởi ý điều này Ta đã dâng lên Đức Thế Tôn liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần, nhưng do cơ thể của Đức Như Lai đã bị phát ra mùi khó chịu nên sẽ không làm Đức Thế Tôn sổ đầy đủ 30 lần, mà chỉ làm Đức Thế Tôn sổ 29 lần. Tuy nhiên, khi Đức Thế Tôn đã được sổ, Ngài sẽ tắm, và khi tắm, liều thuốc sẽ làm Đức Thế Tôn sổ một lần nữa. Như thế, Đức Thế Tôn sẽ có được liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần. Này Ananda, như thế thì người hãy chuẩn bị sẵn sàng nước nóng bạch ngài, sinh dân. rồi đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng. sau đó, Chivaka Komarabhatra đã đi đến gặp đức Thế Tôn. sau khi đến, đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. khi đã ngồi xuống một bên, Chivaka Komarabhatra đã nói với đức Thế Tôn điều này: bạch ngài. Đức Thế Tôn đã được sổ chưa? Này Chivaka, ta đã được sổ. Bạch ngài, ở đây trong khi đang đi ra khỏi cổng ra vào, con đã khởi ý điều này. Ta đã dâng lên Đức Thế Tôn liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần, nhưng do cơ thể của Đức Như Lai đã bị phát ra mùi khó chịu nên sẽ không làm Đức Thế Tôn sổ đầy đủ 30 lần mà chỉ làm Đức Thế Tôn sổ 29 lần. Tuy nhiên, khi Đức Thế Tôn đã được sổ, ngài sẽ tắm và khi tắm, liều thuốc sẽ làm Đức Thế Tôn sổ một lần nữa. Như thế, Đức Thế Tôn sẽ có được liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy tắm, xin đấng thiện thể hãy tắm. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã tắm nước nóng. Khi tắm, liều thuốc đã làm Đức Thế Tôn sổ một lần nữa. Như thế, Đức Thế Tôn đã có được liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần. Sau đó, Chivaka Komarabakcha đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, cho đến khi cơ thể của Đức Thế Tôn trở lại bình thường, cần kiên đồ khất thực là nước trái cây. Sau đó chẳng bao lâu, cơ thể của Đức Thế Tôn đã được bình thường. Khi ấy, Chivaka Komarabakcha đã cầm lấy sắp giải đôi sản xuất tại xứ CV ấy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Chivaka Komarabaksha đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con cầu xin Đức Thế Tôn một điều ước muốn. Này Chivaka, các đấng như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn. Bạch Ngài, điều ấy là hợp lý, điều ấy không bị chê trách. Này chivaka hãy nói đi. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn là vị sử dụng y may từ giải bị quăng bỏ, và hội chúng tỳ khưu cũng vậy. Bạch Ngài, sắp giải đôi sản xuất tại xứ CV này của con đã được gửi đến từ vua Pachota là loại hạng nhất, phẩm chất tốt, nổi tiếng cao quý và sang trọng trong vô số các loại giải trong vô số các sắp giải đôi trong hàng trăm sắp giải đôi trong hàng ngàn sắp giải đôi trong hàng trăm ngàn sắp giải đôi bạch ngài xin ngài thọ lãnh sắp giải đôi sản xuất tại xứ cv này của con và cho phép y của gia chủ đến hội chúng tỳ khưu đức thế tôn đã thọ lãnh sắp giải đôi sản xuất tại xứ cv khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Chivaka Komarabhatra bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Chivaka Komarabhatra đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng dai phải nhiễu quanh rồi ra đi sau đó đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu ta cho phép y của gia chủ vị nào thích thì hãy là vị sử dụng y may từ giải bị quăng bỏ vị nào thích thì hãy chấp nhận y của gia chủ và này các tỳ khưu ta ngợi khen sự biết đủ giàu với loại này hay loại kia 136 Rồi dân chúng trong thành Rajagaha đã nghe được rằng Nghe nói Đức Thế Tôn đã cho phép y của gia chủ đến các vị tỳ khưu Và những người dân ấy đã trở nên mừng rỡ, phấn chấn, nghĩ rằng Giờ đây chúng ta sẽ dâng các vật bố thí, chúng ta sẽ làm các việc phước thiện bởi vì Đức Thế Tôn đã cho phép y của gia chủ đến các vị tỳ khưu và chỉ trong một ngày, ở trong thành Prachagaha, nhiều ngàn y đã được phát sanh. Rồi dân chúng trong nước đã nghe được rằng, nghe nói Đức Thế Tôn đã cho phép y của gia chủ đến các vị tỳ khưu. Và những người dân ấy đã trở nên mừng rỡ, phấn chấn, nghĩ rằng, giờ đây chúng ta sẽ dâng các vật bố thí, chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì Đức Thế Tôn đã cho phép y của gia chủ đến các vị tỳ khưu. Và chỉ trong một ngày, ở trong nước nhiều ngàn y đã được phát sanh. 137 Vào lúc bấy giờ, có tấm giải choàng Pavaro được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm giải choàng có tấm giải choàng bằng tơ lụa. Cô Seyapavaro được phát sanh đến hội chúng. Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm giải choàng bằng tơ lụa. Có tấm choàng lông, cô Chava được phát sanh đến hội chúng. Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm choàng lông. Dứt tụng phẩm thứ nhất